Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lâm Hùng xin kính chào quý vị đang theo dõi Từ Ấn Pháp Âm với Ni Sư Trúc Hiếu, là chủ trì của Tu Viện Bồ Đề Bakersfield. Dạ chào cô. Dạ A Di Đà Phật. Dạ. Chào chú Lâm Hùng. Dạ. Chào toàn thể quý vị đang xem chương trình. Vâng, kính thưa cô, hồi kia rồi hình như là cô đã chia sẻ với con về chánh ngữ. Dạ. Dạ. Thì hôm nay thì vẫn tiếp tục theo cái bát chánh đạo là cái giáo lý cơ bản của Đức Bổn Sư. Thì hôm nay cô có thể chia sẻ thêm về chánh mạng phải không cô? Dạ. Dạ, thì đầu tiên thì cô ban cho con một thời pháp thế nào gọi là chánh mạng á cô? Dạ, dạ. Anh là Phật. Dạ. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta học cái chia sẻ tiếp, chú Hiếu xin chia sẻ tiếp một trong những cái chi của bát chánh đạo. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về chánh mạng. Thì thưa quý vị, chánh mạng là gì? Thì có thể hiểu chánh mạng đó là cái nghề nghiệp nuôi mạng của mình một cách chân chánh, tức là nuôi mạng sống của mình. Thì thưa quý vị, trong cuộc đời này thì ai trong chúng ta cũng đều có làm việc để sinh sống. Chúng ta không thể không làm mà để chúng ta có được cuộc sống, để chúng ta sống được. Cho nên là nhưng mà chúng ta phải làm việc gì, làm những cái nghề nghiệp nào để nó không ảnh hưởng. Thì tại sao Đức Phật dạy chúng ta phải sống cái nghề chân chánh, mà không gọi là chánh mạng, mà Ngài không khuyến khích chúng ta làm những cái việc tà mạng? Tại vì nó cũng có nguyên nhân, nó cũng có lý do. Thì thưa quý vị, thì chánh mạng đó là những cái nghề mà chân chánh. Thì mình phải biết làm sao nghề nào là chân chánh mà nghề nào thì không chân chánh, nghề nào đó là tà mạng. Thì thưa quý vị, những cái nghề chân chánh thứ nhất chúng ta có thể xét trên ba phương diện theo cái trong kinh điển Đức Phật dạy. Thứ nhất đó là cái nghề đó nó làm sao để không tổn hại cho mình, cho những người xung quanh, cho môi trường sống của chúng ta. Cái đó gọi là nghề chân chánh. Những cái nghề mà chúng ta không có gì, không có liên quan tới buôn bán vũ khí. Thứ hai là không liên quan tới buôn bán những cái chất làm gây nghiện, cái chất kích thích gây nghiện. Thứ ba là không liên quan tới những cái vấn đề thuốc độc, buôn bán thuốc độc. Thứ tư đó là những cái nghề mà không liên quan tới buôn bán người, buôn bán thịt, tức là mình giết súc vật để mình bán, hoặc là buôn bán gái, hoặc buôn bán những mua bán người với nhau. Thì cái đó là những cái nghề gọi là tà mạng. Thì nếu chúng ta làm những nghề nào mà không liên quan tới những vấn đề đó thì cái đó gọi là chánh mạng. Dạ. Yeah. Thì thưa quý vị, những cái vấn đề này nó rất là nhiều để chúng ta tìm hiểu. Thì có nhiều vị nói, ủa con làm, thì để chúng ta tìm hiểu qua ba cái vấn đề này, sau đó chúng ta đi chi tiết. Dạ. Tại sao? Tại sao là như vậy? Dạ. Thì và cái xác định rõ, tại nếu mà nói rõ, phân biệt ra, tìm ra nghề nào chân chánh, nghề nào không chân chánh thì nó rất là nhiều. Dạ. Và rất là chi tiết. Dạ. Có những nghề mình nhìn đó là chân chánh, nhưng mà thật ra trong quá trình làm mình chuyển thành tà mạng. Dạ. Cho nên rất là nhiều. Dạ. Thì trước nhất chúng ta căn cứ thêm ba cái điểm đó để rồi sau đó chúng ta phân tích đi tìm hiểu kỹ hơn. Yeah. Đó là thứ nhất là làm sao không tổn hại cho mình và người xung quanh và môi trường xung quanh. Yeah. Không liên quan tới vũ khí, thuốc độc, những chất gây nghiện, mua bán người và mua bán thực vật, súc vật. Yeah. Thịt của những con súc vật. Yeah. Đó là cái căn cứ thứ nhất. Cái thứ hai đó là làm cái nghề nào mà để không liên hệ, không phạm vào năm giới, tức là gì? Không sát sanh. Yeah. Không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Yeah. Và cái điểm thứ ba đó làm cái nghề gì mà để nó không làm cho mình phát triển được tâm linh của mình. Yeah. Thì cái đó gọi là tà mạng. Yeah. Thì bây giờ chúng ta có thể hiểu ba căn cứ trên ba điểm đó. Yeah. Và chúng ta có thể tìm hiểu đi từng bước để chúng ta hiểu tại sao là như vậy. Yeah. Thì thưa quý vị, thứ nhất á, là cái nghề mà không liên quan tới vũ khí. Thì đặc trường hợp có những người họ nói vậy thì nhiều khi chế tạo ra những cái chất mà để cho mình diệt khuẩn, thì cái đó nó có phải là có tác hại hay không?
nó cũng là thuốc độc để diệt khuẩn vậy. Nhưng mà thưa quý vị, mình phải xét trên cái điểm chung, tức là nó diệt khuẩn mình để gì, để có lợi cho nhiều người số đông, thì có thể mình nó nằm ở phương diện là tương đối, tại vì mình không có cái gì mà chúng ta xét trên vấn đề tuyệt đối được. Hoặc là những cái nghề đó là không liên quan tới gian thoại, nói dối, trộm cắp chẳng hạn, như nó một người nghề bác sĩ đó là nghề chân chánh, nhưng nếu mà chúng ta làm những cái điều sai thì nó thuộc vào tà mạng. Giống như có một vị bác sĩ là hay những người mà lười biếng đi làm, họ cứ tới xin bác sĩ đó chứng nhận cho tờ giấy bệnh để gì, để được nghỉ làm, tức là để làm hại cho cái người chủ. Thì cái đó tuy là bác sĩ nhưng mà nhiều khi chúng ta làm những cái điều nó hơi trái, hại cho cái chủ nhân, những người khác, thì cái đó nó trở thành, nó chuyển qua cái sai. Cho nên có cái vị bác sĩ đó, ổng làm chuyên làm cái giấy đó, cho nên riết mà chỉ cần ai tới hỏi là ổng câu đầu tiên ổng hỏi không hỏi bệnh gì, mà hỏi là anh cần bao nhiêu giờ, tức là xin nghỉ bao nhiêu giờ, bệnh bao nhiêu giờ, sẽ làm cái bệnh nào nặng hơn để được nghỉ nhiều hơn. Thì cái đó nó chuyển thành tà mạng rồi. Cho nên nó cái nghề nghiệp nó có nhiều vấn đề nó tế nhị. Hoặc là có những nghề chúng ta buôn bán, có những vị hỏi là con làm buôn bán nhà hàng mà buôn bán mặn, thì như vậy là có phải là tà nghiệp hay không, tà mạng hay không? Thì thưa quý vị, nếu xét về vấn đề, tại vì trong cuộc sống nhiều khi nghiệp duyên chúng ta không thể, hoặc là cái trình độ, hoặc là cuộc sống chúng ta, mình không thể chọn lựa những cái nghề mà mình như ý muốn, mà vì cuộc sống gia đình, vì để nuôi gia đình, vì lo vợ con cha mẹ, lo anh chị em, lo cuộc sống, chúng ta phải làm những cái nghề. Nhưng mà cái nghề đó chúng ta làm mà với cái tâm trải, cái tâm từ bi, chứ chúng ta không bắt buộc. Chúng ta cũng có thể nhiều khi chúng ta làm nhà hàng bạn được, nhưng mà hạn chế sát sanh, chúng ta có thể mua mua về. Hoặc là trong quá trình nấu nướng chúng ta phải làm cho nó đúng, tức là giữ vệ sinh. Chúng ta không thể vì ngon mà chúng ta bỏ những cái chất mà làm hại sức khỏe người khác nhiều. Thì cái đó nó chuyển thành tà mạng. Nó chuyển thành nó không đúng. Cho nên là rất cần thiết là chúng ta phải xét trên nhiều phương diện lắm. Cho nên là nó là như vậy, nhưng mà chúng ta phải để ý nó chi tiết. Cho nên thời nhiều vị cũng nói rồi, nhiều khi cuộc sống con phải làm cái nghề đó, mà bây giờ nghề không, con không thể xin được nghề khác. Thì nếu giả dụ chúng ta phải làm những cái nghề như đó, đánh chia bài, hoặc những cái nghề mà những cái môi trường không tốt, thì những cái lúc đó chúng ta phải quán tâm từ vậy đó. Chúng ta phải để ý tâm để mình đừng bị lôi cuốn vì nó. Tại vì nếu chúng ta những cái việc như đó, chúng ta đi cổ phiếu này, hoặc là bài đánh chia bài bạc, thì những cái môi trường đó nó khó cho mình phát triển tâm linh lắm. Tại vì khi mà mình vào những cái đó có hơn thua. Hoặc là chúng ta mua cổ phiếu cũng phải mua mua cái gì, phải cổ phiếu. Đúng rồi đấy. Giống như là phải nó tâm lý ai cũng muốn thắng. Muốn thắng. Thì bắt đầu cái tâm lý mình không thể nào yên được, khó mà để tĩnh để mà tu. Thì cái đó nó làm cho mình khó phát triển tâm linh. Phát triển tâm linh. Nhưng mà vì cuộc sống nhiều khi chúng ta không có tìm được những cái nghề khác, thì chúng ta phải làm bằng một cách nào đó để làm sao mà giữ được cái tâm mình, để không có cái ý gây hại cho người khác, mà mình chỉ làm dừng lại ở mức độ vừa phải. Như thời Đức Phật còn tại thế, thưa quý vị, là có một cái trong tích truyện nhà Phật có kể một câu chuyện là Đức Phật mới có một cái cô này con nhà giàu. Thì một hôm có một anh này tới buôn bán ngà voi. Thì anh này có một cái là đẹp trai lắm, cho nên phải lòng cô gái nhà giàu này, và cô đã đem lòng yêu và dứt khoát đi theo người này, và cô phải rời gia đình và đi theo chồng, về ở bên gia đình chồng. Tại vì cô đã yêu cái anh này, mà anh này làm nghề đó gì, nghề thợ săn, săn bắn. Thì khi mà cô về nhà chồng thì cô phải làm gì, hằng ngày chỉ phải chuyên giúp mũi tên, cung làm cung tên để cho chồng mình đi săn bắn. Mà cô này là người Phật tử hiểu đạo, đã cũng chứng ngộ được chánh pháp rồi, cũng hiểu được chánh pháp, giác ngộ rồi. Nhưng mà cô làm cái việc này hằng ngày như vậy, thì một hôm Đức Phật mới quán thấy có thể tới lúc độ được cái gia đình này rồi. Cho nên Đức Phật đã giả đi đến. Và khi mà đến cái bẫy mà cái ông chồng mà cài bẫy để bắt những con thú á, thì bắt đầu Đức Phật mới giả bộ đi vòng xung quanh để có những cái dấu chân. Sau đó ngày
đi ra bụi cây ngài núp ẩn ở đó. Thì ông chủ nhà ông đi ra ông thấy, ông mới nói rằng vậy là có người đến đây bắt con thú của mình rồi, cho nên có dấu chân như vậy. Tức là mình đã săn được rồi, thì cái người nào đến đây đã bắt con thú của mình, cho nên là có nhiều dấu chân. Và ông đã dâng dương cung lên và thấy Đức Phật ở bụi cây đi ra, thì phải định bắn Đức Phật. Thì ông dương cái cung lên, tự nhiên cái cung ông nó đứng yên, nó không thể bắn được nữa. Thì hai vợ chồng có được 7 đứa con, và những người con này cũng xông ra luôn, cũng đều lấy cung lên dương lên là định bắn Đức Phật, nhưng mà tất cả đều không bắn được. Thì lúc bấy giờ quý vị biết là người vợ đó trong nhà mới chạy ra, mới nói rằng là đừng bắn cha của tôi. Thì lúc đó những người này ngạc nhiên, tại vì nhất là những đứa cháu ngoại nó cũng chưa thấy mặt ông ngoại bao giờ, thì nó nghĩ rằng ô vậy là ông ngoại của mình, cho nên nghe nói là cha của tôi của mẹ, tức là ông ngoại của mình, cho nên nó ngưng lại, nó phải ngạc nhiên hỏi ra nguyên do. Thì lúc đó mọi người đều buông kêu, đều buông cung tên xuống. Lúc đó Đức Phật mới gặp, ngài mới hỏi là bắt đầu nhân duyên đó ngài độ thuyết pháp và độ cả gia đình, và những vị này từ từ họ chuyển cái nghề và họ giác ngộ, họ theo Phật tu tập. Thì lúc đó các thầy tỳ kheo về mới bàn tán, họ thắc mắc, họ nói tại sao một người phụ nữ đã hiểu chánh pháp, đã giác ngộ, đã hiểu chánh pháp mà lại mỗi ngày lại tiếp tay cho chồng làm những cái mũi tên, làm những cái cung tên để đi săn bắn. Thì lúc đó Đức Phật mới giải thích rằng với cương vị, với bổn phận là một người vợ, nhất là người phụ nữ lúc bấy giờ không thể làm gì khác hơn, bởi vì bổn phận là vợ thì phải làm tròn trách nhiệm đối với gia đình chồng và lo tròn trách nhiệm với con cái, và cái nghề của chồng chỉ có nghề đó, thì cô này phải làm như vậy. Nhưng mà cô không có cố tâm để hại con vật, để giết những con vật, mà vì trách nhiệm bổn phận với chồng với con, cô phải giúp những cái tên thôi. Cô không có chủ ý hại con vật, cho nên trong trường hợp này cô này không có mang tội sát sanh. Thì đưa ra quý vị những cái tích truyện này từ thời Đức Phật để chúng ta thấy rằng có những cái trường hợp nhiều khi chúng ta phải làm những công việc mà ngoài ý muốn của mình, nhưng chúng ta với cái tâm từ, chúng ta không có cái tâm hại người, không có cái tâm sát hại muôn vật, không có cái tâm tổn hại môi trường sinh sống xung quanh, thì cái đó chúng ta không có phạm, tức là không có thuộc vào tà mạng. Nó xét nhiều phương diện. Bạch sư, con có một cái một người bạn Mỹ, thì anh chàng này thì ảnh thường ảnh, tại vì có bạn là con là Phật tử, thì ảnh mới hỏi là thí dụ như mấy cái người mà sáng kiến ra những cái bom nguyên tử á, thưa cô. Rồi những người đó thí dụ như họ điều chế ra cái vũ khí như vậy mà họ sát hại cả triệu người như vậy đó, thì theo cô á, mà cái người đó lại được sách vở, được người ta lại nói rằng là một cái nhà sáng kiến như vậy, thì cái người sáng kiến này chắc cũng có mang cái tội gì lớn không, thưa cô? Thì thưa quý vị, là những cái vấn đề này nó tế nhị, mình khó để mà nói lắm. Tại vì quan trọng ban đầu cái vị này khởi cái tâm sáng kiến ra những cái đó với mục đích gì? Nếu nói mục đích là tôi phải muốn diệt hết toàn bộ nhân loại, với mục đích ban đầu cái người làm, còn cái người sử dụng là do cái người sử dụng họ làm. Rồi quan trọng cái người tạo, cái người tạo ra họ, cái tâm họ với mục đích họ muốn làm cái điều gì. Cho nên mình không thể, mình nói làm cái đó hại người là chết, mình không thể xét một cái một mặt được, mà phải coi. Cho nên như hồi nãy cái chuyện cô đấy đó, thì các thì theo trách là tại sao biết đạo rồi lại đi giúp mũi tên để săn bắn vật. Nhưng mà tại vì cô này không có ý hại người. Cho nên như những công việc đó cũng vậy. Thì hoặc là như nói việc giáo viên cũng vậy, quý vị thấy cái nghề giáo viên đó. Đâu, người đã lương thiện mà mang kiến thức cho người, hoặc những cái nghề buôn bán gạo thực phẩm đem cho người có thức ăn, cái đó tốt vậy, đó là chánh mạng đó. Nhưng nếu mà làm giáo viên mà chúng ta đưa những cái tư tưởng để tác động cho các em nó xấu, để đưa những cái tư tưởng vì mình thiên vị đứa này thương vị em khác, để rồi mình muốn hại cái đứa đó, thì cái đó chúng ta chuyển thành tà mạng. Chứ không phải là nói nghề giáo viên là chánh mạng, không phải, mà nó nhiều trường hợp, nó tùy theo cái cách ứng xử của mỗi người. Hoặc là cái nghề buôn bán gạo thực phẩm cũng vậy, nếu mà chúng ta gạo mà chúng ta trộn những cái gì không tốt,
thì cái đó chuyển thành tà mạn. Tà mạn. Hoặc bán rau thực phẩm của mình, chúng ta làm cho tốt, làm cho nó cái tươi nhưng mà thật ra chúng ta bỏ thuốc vào, bỏ thuốc vào, dạ. Thì cái đó chúng ta chuyển thành, chúng ta tạo những cái nghiệp. Dạ. Thì cho nên tại sao, tại sao là mình phải giữ những cái nghề gọi là chánh mạng mà tránh, tránh những cái nghề mà tà mạng? Dạ. Là tại vì nếu chúng ta làm tà mạng nhiều, nó sẽ tổn phước tổn đức của mình. Dạ. Dạ. Dù chúng ta làm giàu cỡ nào nhưng mà nhiều khi cuối cùng á, một ngày nào đó chúng ta sẽ bị cái, khi mà cái nghiệp ác nó đầy chín mùi rồi đó, nó chín rồi thì nó sẽ trổ quả, chúng ta sẽ lãnh hậu quả. Wow. Dạ. Cái đó không ai giáng cho mình hết, không phải Đức Phật giáng xuống tội nghiệp quả cho mình, mà do cái tích tụ cái nhân mình tạo rồi cuối cùng mình lãnh cái quả. Dạ. Có nhiều gia đình quý vị là, và bản thân quý vị trong trên trên chắc bản thân chú Lâm Hùng cũng gặp nhiều vị gia đình kinh doanh, nhất là những cái mặt hàng mà thực vật tươi sống. Dạ. Rất là giàu có nhưng mà một thời gian tự nhiên đổ nghiệp ra. Dạ. Gia cảnh bị đủ thứ. Thấy nghiệp, rõ ràng. Dạ. Dạ. Thì mình không phải là mình chê bai, nó không phải. Cái này để mình thấy là mình phải, nếu chúng ta từ từ mình tránh bớt được thì mình tránh. Tại vì những cái nghề mà tạo cái ân, cái oán thù với nhau. Dạ. Nhất là những con vật thì nó bị giết nhiều. Dạ. Nó cũng tạo sự oán thù. Dạ. Bản thân Nhân Hiếu cũng có biết, có một vị kể một câu chuyện với đời sống thật của họ. Dạ. Là có một vị này sống hầu như một năm hết 6 tháng là bị khó thở. Dạ. Bị cái bệnh khó thở. Thì bắt đầu, thì lúc đó họ tới gặp một người bạn, là một người, người thiền, một người thầy. Dạ. Thì mới nói không biết tại sao cái bệnh kỳ lạ. Dạ. Mà cứ đi khám, đi khám bệnh không ra bệnh gì hết, không biết bệnh gì xảy ra. Dạ. Thì lúc đó cái người bạn mới hỏi là vậy thì anh có thể anh xét lại coi mình đã từng làm cái gì không? Dạ. Có khi nào đây là bệnh nghiệp không? Dạ. Thì người này cũng nói rằng chắc, thì tôi nghĩ là có thể là bệnh nghiệp. Dạ. Thì mới nhớ lại là mình hồi nhỏ là gia đình hay đi bẫy chuột. Oh. Và anh là một người rất thích cầm nguyên một cái lồng chuột như vậy mà đem nó nhận chìm dưới nước. Nhận khi nào mà nó chết ngọp, thì mới dạ, nó ngọp nước lên, dạ, dạ. Mới thích. Dạ. Cái đó là sở thích của anh khi dạ. còn nhỏ. Tại vì không biết. À. Một cái sở thích như vậy. Và làm biết bao nhiêu như vậy. Dạ. Thì cuối cùng tới bây giờ mới nghĩ ra chắc là cái bệnh nghiệp của mình, cho nên bây giờ mình cứ bị ngợp, bị khó thở. À, hay quá. Thì cái nghiệp quả mình phải lãnh. Thì từ đó thì anh mới bắt đầu mới hiểu được, mới nhớ ra được cái nghiệp quả mình làm, và đã làm phước, làm từ, làm thiện và tu tập sám hối những cái, với những cái điều đó. Quý vị thấy là cuộc sống này nhiều cái để chúng ta tìm hiểu lắm. Dạ. Cái chánh mạng nó rất là quan trọng, tại vì cuộc sống này hầu như ai cũng có công việc. Dạ. Mỗi người đều có những công việc, mà quan trọng công việc đó chúng ta tránh ba cái điều căn bản mà hồi nãy Hiếu có đề cập tới. Dạ. Có một cái câu chuyện này mà không biết nó có lan đệ không, nhưng mà con thử kể cho cô nghe một chút xíu về cái tức mà cái tên sát nhân thời Đức Phật đó. Dạ. Xong rồi anh ta là đã giết hàng loạt người đó, rồi mỗi một người cắt cái lỗ tai đeo thành cái sâu á, 99 người đó. Dạ. Thì nói chung là coi như là về xét về vấn đề chánh mạng thì anh ta không có rồi, nhưng mà cuối cùng Đức Phật độ cho anh ta lại xuất gia đi tu, mà sau này là thành A-la-hán. Thì những trong thời gian đó thì những cái người đệ tử của Đức Phật nói tại sao ông này ông có chánh, ông làm như vậy sai quá trời mà cuối cùng lại ông lại được Đức Phật độ. Thì theo cô cái đó thì nó có lan đề không, nhưng mà cái đó là nếu mà xét về chánh mạng thì anh ta hoàn toàn là sống sai chân rồi, coi như là, mà chắc có lẽ là từ muôn kiếp trước anh ta đã tức đức như thế nào đó để mà Đức Phật thấy được cái duyên nhân duyên nó mới độ được cho ông. À, thưa quý vị, thì cái đó là nói về chàng vô não đó. Dạ, vô não. Dạ, vô dạ. Não thì cái này thì hầu như đa phần chúng ta đều biết. Thì với những người như vậy, tại vì nếu mà nói không độ thì không lẽ cứ giữ cho anh ta tiếp tục làm việc ác. Dạ. Đức Phật nói ở đời này có hai hạng người mà. Một dạ. người biết có tội. Dạ. Mà biết sám hối cũng là người tốt. Dạ. Và một người không bao giờ tạo điều nghiệp xấu. Dạ. Tạo điều xấu đó là người tốt. Dạ. Thì anh này vì cái nghiệp quả nó quá nặng. Quá nặng. Mà đương nhiên phải có một cái nhân duyên nào đó tiền kiếp thì mới được Đức Phật hóa độ. Tại yeah. vì Ngài nói Ngài không thể độ những người vô duyên. Oh. Tức là không có duyên với Ngài. Yeah. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới người thứ 100 đó. Yeah. Thì Ngài mới hiện thân đến. Yeah. Thì anh này đã muốn giết chặt tay Đức Phật.
thì Đức Phật đã nói rằng anh phải buông xuống. Yeah. Muốn buông anh nói mà anh dừng lại thì anh nói tại sao ngài không dừng lại, nói tôi đã dừng lâu rồi mà tại anh không dừng. Yeah. Anh này chỉ buông cái dao trong tâm xuống. Yeah. Thì anh này giác ngộ, và cái sự giác ngộ của một người thì có thể chuyển được cái nghiệp. Oh. Cái nghiệp tại mình khi mà giác ngộ hoàn toàn. Nhưng mà đương nhiên thưa quý vị, cái nghiệp quả sát sanh có thể cũng phải trả tùy theo nặng nhẹ. Dạ. Quý vị thấy ngài Mục Kiền Liên nhiều khi chứng quả rồi. Dạ. Nhưng mà vẫn bị cái nghiệp quả là gì? Lăn đá. Dạ. Vẫn trả. Dạ, vẫn trả. Cho nên tùy theo cái mức độ mà anh chàng vô não đã tạo như thế nào. Dạ. Rồi bị cái nghiệp quả, nhưng mà trong kinh điển thì không có đề cập nhiều tới vấn đề đó. Không đề cập. Cho nên chúng ta chỉ hiểu là đương nhiên nó sẽ có cái nhân quả trong đó. Và nhưng cái nghiệp tội á, trong nhà Phật, Đức Phật cũng giải thích, khi mà chúng ta chứng ngộ giải thoát, tâm giác ngộ hoàn toàn rồi thì không còn tội nữa. Yeah. Nhưng tùy theo cái trong quá trình chúng ta tạo nghiệp, tùy theo mức độ nặng nhẹ như thế nào, nó có quả tương ứng. Yeah. Có thể nhiều khi nếu cái quả đó nó vừa phải, cái nhân mình gây nó không quá nặng thì cái sự chứng ngộ chúng ta có thể xóa hết. Oh. Nhưng mà có những cái nhân mà chúng ta gây quá nặng nề thì chúng ta dù chứng ngộ rồi chúng ta cũng phải trả một phần nào đó. Nó không có nặng, cái quả nó không nặng, nhẹ thôi nhưng mà vẫn trả quả. Thì cho nên là với chàng vô não thì đương nhiên là cái chuyện đó phải như vậy. Thì thời Đức Phật còn tại thế, quý vị biết là có Đề Bà Đạt Đa đó. Yeah. Đề Bà Đạt Đa là một người mà chuyên theo để hại Đức Phật. Thì lúc bây giờ tiền kiếp đó, quý vị, tiền kiếp của Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa cũng đã từng làm việc cho nhiều kiếp. Hai người làm một cái nghề buôn bán. Oh. Tại vì nói vấn đề chánh mạng cho nên mới đề cập. Yeah. Đề cập cái vấn đề này. Yeah. Tức là Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật lúc bây giờ là tiền kiếp là hai người là buôn bán, gọi là buôn bán, mình dùng cái từ buôn bán ve chai đó. Oh. Tức là mua những cái đồ phế liệu, phế liệu về là sửa lại rồi đi bán lại. Yeah. Thì hai người chia nhau, người này hôm nay là nói tôi đi đoạn đường này trước, anh đi đoạn kia sau. Yeah. Bắt đầu đổi lại, xen nhau đi, chia nhau để đi. Thì lúc bấy giờ Đề Bà Đạt Đa đi tới một cái gia đình kia trước, mà gia đình đó ngày trước rất là giàu. Yeah. Thì bây giờ đã sạt nghiệp rồi thì họ nghèo quá, họ mới lục trong nhà kiếm đồ bán. Thì họ còn một cái bát rất là cũ kỹ, bên ngoài nó mạ đồng, nó rất là cũ kỹ. Yeah. Thì họ đem ra đổi, Đề Bà Đạt Đa là một cái dạng biết nhìn. Yeah. Cho nên phát hiện ra cái bát này là nó là bằng vàng. Yeah. Bên ngoài chỉ mạ giả mạ đồng như vậy thôi. Yeah. Bằng vàng. Và anh này khởi một cái tâm là bây giờ mình giả bộ chê, giục cái bát xuống, nói cái này đồ này bỏ rồi không có mua được, không có giá trị. Anh với cái ý định trong đầu là anh sẽ quay lại, giả bộ nói thôi thấy tội nghiệp rồi mua. Với cái ý như vậy. Và anh bỏ, anh không đụng tới và anh ra đi. Thì sau đó Đức Phật là tiền thân đó, Đức Phật, vị này mới tới, là một cái anh chàng là tiền thân của Đức Phật đó. Yeah. Mới tới. Và gia đình này cũng cầm cái bát ra bán tiếp. Thì ngài mới nhìn, ngài biết là đó là bát vàng. Cho nên vị Bồ Tát này mới nói rằng dù hôm nay tôi có toàn bộ số tiền của tôi, gia sản của tôi làm cái nghề này để đổi cái bát này tôi cũng không đủ, cho nên tôi không thể nào mua được. Tôi không có đủ tiền để mua cái bát này. Yeah. Cái bát này cả một cái gia sản rất là lớn. Yeah. Và gia sản của tôi đổi lấy cái này không được. Yeah. Cho nên tôi không mua. À. Thì khi mà mẹ con gia đình này thấy Bồ Tát lúc bây giờ là một người rất là thật. Yeah. Cho nên họ quyết tâm, họ nói rằng thôi bây giờ gia sản anh có bao nhiêu tôi xin đổi cái bát này. Yeah. Tại vì tôi không đòi hỏi cao hơn. Yeah. Vì với cái lòng chân thật như vậy. Và đổi cái bình bát, đổi cái bát vàng đó. Và Bồ Tát trở về trở thành một người giàu có. Và khi trở về trên sông, rồi qua sông, và ngài đoán được Đề Bà Đạt Đa sẽ chạy theo. Yeah. Cho nên ngài lật đật đi qua sông. Oh. Để tránh cái sự giết hại lẫn nhau. À. Thì lúc bây giờ Đề Bà Đạt Đa là quay tới cái nhà này định mua đó. Yeah. Thì quay tới thì hai mẹ con nó đã bán cho một thanh niên khác rồi. Yeah. Thì lúc đó ông này mới tức quá, giục hết đồ và ấm ức chạy rượt theo, đuổi theo theo anh kia. Yeah. Là tiền thân của Đức tiền Phật. Tiền thân Đức Phật. Yeah. Rượt đuổi theo. Tới bờ sông thì thấy ngài đã lên bờ rồi. Và ông này đứng kêu la tức đến nỗi mà hộc máu và chết tại chỗ. Ồ, Phật phải gì? Thì như vậy quý vị thấy, đó là mình khởi cái tâm tà mạng thì tự nhiên rồi nghiệp quả
nghiệp quả chúng ta sẽ gặt rất là nhiều những cái điều rất là nguy hại mà nhiều khi chúng ta không để ý. Yeah. Hồi nãy Ni Sư có đề cập tới cái chuyện mà mình, nếu mà cái những cái nghề của mình mà nó sống trong một cái môi trường nó khó phá cái tâm từ của mình á, thì như vậy thì thí dụ như con có một người bạn á, anh này ảnh làm bartender đó, ảnh là pha rượu cho người ta uống đó, Ni Sư. Và con biết được rằng á, là tuy là ảnh không có làm cái gì hại người, nhưng mà ảnh pha rượu như vậy đó thì ảnh cũng vô tình á, ảnh cho người ta uống nhiều á, Ni Sư. Rồi nhiều khi người ta say, người ta có thể làm tai nạn, hoặc là có thể xe đụng người hay là gì đó. Thì như vậy anh này ảnh có phải phạm cái tội tà ma không? Thế đúng rồi. Hồi nãy có dẫn chứng ra đó. Tức là cái nghề mà liên quan tới thuốc độc, thuốc chất độc gây nghiện, những cái chất mà gây nghiện, những chất kích thích, đó là nó thuộc về tà ma. Mình pha, mình cũng vô tình mình tạo pha cho người ta uống cho cho hấp dẫn. Cho hấp dẫn. Thì cái này cũng thời trụng trong tích truyện nhà Phật có kể một cái dẫn chứng, một cái tích là có một cô này làm ăn rất là khá giả. Thì là nhưng mà hiểu đạo, tin Phật, hiểu đạo. Thì một hôm có người gọi là bán một cái quán rượu. Quán rượu đó nếu mua, chắc chắn cô biết rằng chắc chắn mua cái quán này cô sẽ giàu. Rất là nhiều khách. Nhưng mà sau khi cô suy nghĩ, cô thấy rằng cái này không được, nếu mà làm nó sẽ trái lời Phật dạy, tức là sẽ làm nguy hại rất là nhiều người. Và cô quyết định bỏ, không có mua cái quán đó. Thì để gì? Đó để phát triển cái tâm linh tu tập của mình. Phát triển tâm linh. Nhưng mà cuộc sống này chúng ta biết rằng nó khó lường. Khó lắm. Nó tại nhiều quá thì mình đâu có muốn chọn đâu. Nhưng mà tại vì không có nghề nào khác. Thì lỡ mà nằm trong những trường hợp đó thì chúng ta cố gắng tích tụ, cố gắng tu tập, và làm thiện nhiều hơn nữa. Và cố gắng, ví dụ trong những lúc về nhà chúng ta cố gắng tu tập nhiều hơn. Và nếu từ từ có điều kiện chúng ta sẽ chuyển đổi những cái nghề khác. Chúng ta không thể một ngày một bữa bỏ ngang, tại vì bỏ ngang nhiều khi chúng ta không có kiếm được một cái nghề khác được. Riêng bản thân con thì con cũng đã từng làm nghề nail á, Ni Sư. Thì con làm nghề nail á thì tự dưng con thấy rằng là như là Ni Sư cũng đã chia sẻ đó, mình lợi người lợi mình. Thì nhiều khi mấy cái nghề nail á mình hay dụ khách á, Ni Sư. Mình nói cho người ta làm nhiều tiền á. Giống như mình nói cái này nói cái kia thì như vậy á, theo Ni Sư á, cái đó có phải mình phạm cái gì không Ni Sư? Có giống như mình dụ cho người ta đó, mình dụ cho người ta làm nhiều tiền đó Ni Sư. Thì như vậy thì con không biết là cái đó nó có phạm gì không, nhưng mà bản thân con á thì con tự nhiên cái con nghĩ thôi, người ta kêu gì mình làm ở đó cho nó xong, rồi bây giờ mình dụ người ta, mình dụ tiền người ta, nhiều khi có người con thấy dụ ta lên mấy trăm đồng bạc luôn cái bộ nail. Vũ này vũ kia thì không biết là mấy cái người đó chắc mang cái tội tham á cô hả, hay là sao? Thì nó cũng ảnh hưởng chút nào đó, chút thôi nào, tại vì nó chỉ giúp họ làm đẹp hơn một chút, không phải là hại họ. Ví dụ mình hại mình để mình làm cái chất gì để cho hại về, họ bị mang bệnh cái gì để hại sức khỏe của họ. Dạ thì còn ngại. Cái này cũng có một chút là vì cái tham mình muốn mình nhiều tiền hơn, mình được nhiều tiền, nhưng mà nó không quá nặng, là tại vì thì Đức Phật nói phải làm sao đừng tổn hại. Đừng tổn hại. Cái nghề gì mà làm gì mà để đừng tổn hại cho mình, cho người và những người xung quanh. Đương nhiên là cũng sẽ tổn một ít tiền của người ta, nhưng mà cái tổn đó nó không có hại lắm. Cũng hại lắm. Người ta sẽ, người ta chịu, người ta mà sẽ biết. Người ta dư tiền người ta mới dám làm. Dạ dạ. Còn nếu nhiều khi mình dụ mà người ta không có tiền thì người ta đành, không dám làm. Làm. Dạ. Có tiền đâu người ta làm. Cho nên cái chánh mạng này nhiều cái vấn đề nó tế nhị. Mình rất là khó. Khó để mình xác định. Nhất là bà con mình ở Việt Nam á, thì đa số là sống về nghề buôn bán á, Ni Sư. Mà trong chợ thì Ni Sư biết là bao nhiêu cái ở trong đó là bán thịt cá và rất là nhiều luôn á Ni Sư. Mà bởi vì cái chánh mạng này nó cũng khó để cho người ta giống như thâm nhập vào, để cho người ta có thể tìm được một, phá một cái tâm từ đó. Thì Ni Sư có một cái lời khuyên như thế nào đối với bà con mình mà có những cái nghề mà bắt buộc phải làm, mình không có sửa được á, thì Ni Sư có thời pháp nào để cho quý vị nghe thì cũng được ít nhiều cái lợi lạc vậy? Thì thưa quý vị, như hồi nãy đã
đã nói quý vị đó, như Đức Phật, các tỳ kheo mới thắc mắc đó, nói tại sao cô này Phật tử mà cái cô mà lấy chồng là một người sở săn đó, yeah. là Phật tử rồi mà lại đi làm giúp cung tên thì yeah. như vậy là sát sanh vật, là tà mạng rồi. Yeah. Thì Đức Phật nói không, cô này không có tạo tội, tại vì trong quá trình làm đó cô không có chủ ý hại người hại vật, yeah. không có phải cố ý là giết những con vật, yeah. mà vì trách nhiệm bổn phận người vợ cô ấy phải làm. Yeah. Thì cho nên trong cuộc sống này cũng vậy, mình vì cuộc sống cho nên không phải như mong muốn của mình muốn, yeah. làm nghề nghề này nghề kia là được, mà phải tùy cái phước duyên của mỗi yeah. người. Chứ phải ai muốn chọn nghề nào là được. Có những yeah. em quý vị thấy, nhất là đi học đại học này, yeah. nhiều khi học ra cái nghề ngon lành mà xin việc làm không được thì yeah. làm sao? Yeah. Phải làm những cái nghề khác mà không mong muốn, yeah. và làm những cái việc, thậm chí làm những cái nghề mà dùng cái từ là nghề tà mạng luôn, yeah, mà trong khi có học bình thường, có yeah. bằng cấp nhưng mà không tìm được việc. Thì cho nên chúng ta cuộc sống này chúng ta khó lường, thì những cái đó là nó xét về vấn đề duyên phước của mỗi người. Có những người nhiều khi họ may mắn, yeah. họ không có được học nhiều. Yeah. Nhưng mà họ có được cái nghề ổn định và cái nghề lương thiện, cái nghề tốt, nó thuộc yeah. về chánh mạng. Yeah. Nhưng mà có những người họ học hành ngon lành, có bằng cấp nhưng mà tìm việc không có. Mm-hmm. Cuối cùng họ phải làm những cái việc, thì cái đó nó phải coi cái duyên phước của mỗi người. Duyên phước của mọi người. Cho nên trong cuộc sống này, nếu giả dụ chúng ta bất đắc dĩ phải làm những công việc mà đó, giống như nói là phải đi mổ heo, mổ gà, yeah. phải làm những công việc, thì những cái việc đó chúng ta phải cố gắng, ví dụ thay vì mỗi tháng chúng ta lãnh bao nhiêu tiền đó, chúng ta trích bớt làm từ thiện, yeah. để hồi hướng công đức cho những oan hồn, những cái những con vật mà bị sát hại, yeah. hoặc là chúng ta làm cái nghề đó là không thể nào, rất là khó để phát triển tâm linh. Có yeah. những người đó, họ hiểu đạo, họ tin Phật rồi, nhưng mà họ nói con về con ám ảnh quá, con không có tu được, yeah. không hiểu tại sao cứ mỗi lần con phải làm cái nghề mà giết heo trâu bò để mổ yeah. những con vật á, yeah. thấy những tiếng kêu của nó con chịu không nổi, về yeah. cứ ám ảnh, yeah. cứ suốt ngày cuộc sống cứ ám ảnh với những tiếng kêu đó, yeah. và bản thân Tô Hiếu có biết, có đã từng đi giống như hồ niệm cho những người là hồi đó họ hay làm cái nghề, những cái nghề đó đó, yeah. rồi khi tới khi nghiệp quả nó đổ, cái vị là có những tiếng kêu giống như những con vật đó vậy. Oh. Rồi có những người mà đánh bắt cá cũng vậy đó, yeah. thì vì cái nghề nghiệp họ làm như vậy, nhưng yeah. mà rồi họ gặp nhiều cái nghiệp quả nó tội nghiệp đó, yeah. nhưng mà nếu chúng ta giả dụ chúng ta bị làm những cái nghề đó rồi thì chúng ta cố gắng chúng ta đừng có khởi cái tâm vì mình làm cái để gì, vì đáp ứng cái miếng ăn hàng ngày của mình, yeah. vì cuộc sống cho mình, cho vợ con mình, cho gia đình mình, cho cha mẹ mình, thì chúng ta phải hạn chế bớt, tức là khi làm đó chúng ta đừng khởi cái tâm sung sướng, ví dụ của cái tâm là mình hả hê, mình vui quá, giết được một con mình thích quá, yeah. thì giống như hồi nãy có kể quý vị, có một người người bạn đó, yeah. một người nói hồi nhỏ mà chỉ cần mình giận chìm những con yeah. chuột đó, yeah. mà nó chưa chết là chưa hả dạ, yeah. yeah. khi mà nó chết rồi cảm thấy vui, tức là mình làm được việc, cảm thấy hả hê, thì mình không có khởi lòng từ, yeah. cho nên những cái việc đó nếu được làm thì chúng ta phải khởi cái tâm từ bi, chúng ta phải thương xót, sám hối, giống như mình khởi tâm xin lỗi này. Yeah. Rồi khi công việc ổn định, từ từ chúng ta sẽ chuyển lại, chuyển bớt. Còn nghe nói là mấy bà mấy chị mình ở Việt Nam là khi mà làm mấy cái việc đó thì hay nói cái câu là thôi giống như là tao giúp cho mày đi đầu thai kiếp khác. Ni sư có nghe chuyện đó? Có nghe. Nhưng mà thưa quý vị, cái này là một cái câu để mình biện minh thôi. Dạ, biện minh. Nhưng mình có thể mình cố sát mà mình vì đâu phải mình giúp đi đâu thôi. Nếu mình không giết nó mà cái nghiệp nó hết nó thì nó cũng sẽ chết. Dạ, dạ. À. Nhưng kỳ trước đã có kể quý vị nghe một cái chuyện mà một con gà đó, nó là một người mẹ đầu thai lên, yeah. vì tham cái đồng tiền của ông chủ thôi. Yeah. Mà đầu thai lên làm con gà để đẻ trứng trả lại cái nợ mà đã vay. Oh. Nhưng mà rồi đêm đó nó về báo mộng cho đứa con đó, nói rằng là ngày mai trời mưa và sau mái hiên sẽ có một con gà nó chết. Đó là mẹ. Mẹ đã trả hết nợ cho ông chủ rồi. À. Mẹ ăn cắp mấy đồng tiền vàng. À. Mẹ đã trả hết chủ rồi, cho nên á ngày mai mẹ sẽ bỏ thân này. Oh. Thì tới lúc khi mà chúng ta hết nợ hết duyên ở đời, nó sẽ đi thôi. Oh, ok. Yeah.
chứ không phải là nó mình phải giết nó để gì để cho nó đi đầu thai sớm. Đó là nhiều khi chúng ta chỉ biện minh cho biện minh lời nói của mình. Không lẽ mình đi giết người thân của mình nói cho để đi đầu thai kiếp khác giàu hơn, vì khổ quá, nghèo quá. Cho nên là cái đó là một cách nói, chúng ta phải hiểu khác. Chúng ta không thể mỗi con người, con vật cũng vậy, nó cũng có cái mạng sống của nó và nó cũng có cái phước duyên của nó. Cũng con vật nhưng mà có những con vật nó sướng. Mà nó cho ngay đi, cũng có người đi xưa còn thấy là khi mà hồi xưa Việt Nam mình thấy cắt cổ gà ấy, thì mấy bà đó thật sự đó, con thấy đó, mấy bà cũng đau khổ lắm. Mấy bà cũng giống như là đi xưa đã nói đó, tức là người ta nói thôi cũng thấy tội á, người ta tội á, người ta nhưng mà bắt buộc người ta phải làm chuyện đó. Thì người ta có cái sự đau khổ như vậy đó, thì người ta cũng nguyện trong tâm người ta cái gì đó mình không biết, nhưng mà theo ni sư là cũng được phải không ni sư? Tức là mình được phát cái tâm hoan hỷ là được phải không ni sư? Tức là mình vui vì cái sự giết của mình. Dạ thì không được. Là mình nghiệp quả, cái nghiệp tạo nó càng nặng hơn. Dạ. Mà mình khởi cái lòng từ trong quá trình làm. Mình khởi cái lòng từ của mình, cái tâm từ mình khởi lên rồi mình hồi hướng những cái gì mình làm, mình sẽ nguyện làm những cái việc gì tốt để hồi hướng công đức trả lại cho những con người vật mà mình đã giết nó. Như là những sự nó từ thiện, làm từ thiện hay làm cái gì hoặc đó, làm việc tốt, việc gì vượt cứ việc gì lợi người lợi để hồi hướng công đức đó. Hồi hướng công chứ đức còn nha. Trong cuộc sống này từng chi tiết, từng mọi cái là chúng ta đó, giống như nói những cái nghề bản chất chúng ta nhìn tưởng là lương thiện, nhưng mà nếu chúng ta làm trái cái chút xíu thôi nó trở thành tà mà. Thì cũng rất là phải thật là ý thức, mình phải luyện được cái tâm của mình để mà mình thấy được cái việc gì mà mình vừa làm sai đó, mình phải chỉnh nó lại liền cho nó đúng. Dạ. Chứ bất cứ cái nghề gì mình nói ra cũng con cũng thấy là cũng có một chút xíu tà mạng trong đó chứ. Vâng. Tại vì nó nhiều công việc lắm, công việc chúng ta làm á. Ví dụ ban đầu vô mình khởi cái tâm mình không có cái tham gì hết. Dạ. Nhưng mà sao mình thấy trong quá trình làm mình thấy sao ông chủ ổng dễ quá, bà chủ dễ quá. Cái tự nhiên mình khởi lòng tham, mình muốn là làm cái chút dối gian trong đó để mình kiếm thêm lợi. Hoặc là mình nhiều khi bán thấy được người ta thích mua, bắt đầu mình cố làm cái gì đó để không đủ hàng để mình bán đó, thì bắt đầu mình làm thật dối để gì, để hại người. Để hại người mà mình đoạt quá nhiều tiền thì mình nó chuyển thành tà mạn. Nó giống mình nghề may mặc, mang những chiếc áo cho người khác mặc, đó là nghề lương thiện vậy, không có phải ác đâu. Nhưng mà mình may dối trong đó là thành ra cho người ta mang bữa là đứt liền dối, hoặc là chúng ta tẩm vải gì đó sao đó cho nó hấp dẫn lên, nhưng thật ra về giặt cái đó hư, hoặc là họ mang vô họ hại sức khỏe của họ, thì cái đó nó chuyển thành tà mạn. Nó nhiều vấn đề, nhiều vấn mà chúng đề, ta tìm hiểu trong cuộc sống này. Cho nên quan trọng là cái tâm của mình. Tâm của mình. Thì cho nên có một cái người cũng tới hỏi bản thân chúng tôi đó, để hỏi là con làm nghề nhà hàng mà nhà hàng mặn. Thì như vậy có phải tà mạn? Thì theo bản thân chú Lâm Hùng thấy như vậy có phải là tà mạn không? Thì nãy đi sư cũng đã chia sẻ đó, con thấy là đối với con thì bây giờ cái nghề nghiệp mình thì mình phải làm thôi. Nhưng mà mình đừng có pha chế nó những cái gì cho nó hấp dẫn người ta, rồi ăn vào người ta hại tới sức khỏe của người ta. Thì như vậy thì mình cũng tránh được một cái phần nào đó. Nhưng mà cái nghề nghiệp mình thì mình cũng phải chịu thôi. Thì theo con nghĩ như vậy có đúng không sư cô? Đó là đúng một ý, được một ý vậy đó. Thì cái ý thứ nhất là chúng ta thấy là vì nhà hàng chúng ta làm mặn. Tại vì chúng ta không có điều kiện cái chỗ đó, chúng ta khó chưa có thể làm chay được. Vì cái môi trường hoàn cảnh chúng ta phải làm. Nhưng chúng ta hạn chế, thay vì mình mua con vật sống để mình giết tự giết, thì bây giờ mình mua thịt người ta làm sẵn để mình tránh bớt đi. Để mình tránh bớt sát hại. Đương nhiên cái đồ tươi sống thì nó sẽ ngon hơn, nhưng mà nếu mà mình càng làm càng ngon như vậy thì nghiệp quả mình càng nhiều. Thì mình biết, mình đã hiểu rồi thì mình tránh bớt cái giết, mà mình mua, hạn chế mua thôi. Mua để mình bớt cái sát sanh. Là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, trong quá trình nấu mình đừng bỏ những cái chất mà cho ta ăn ngon miệng, nhưng mà mình bỏ những cái chất độc hại vô nó nhiều quá. Để hoặc là mình làm dơ bẩn để hại sức khỏe của người khác. Tôi có quen một cái vị Phật tử, họ rất dễ thương, chuyên nấu ăn mà rất có lòng. Họ nói một câu mà tự nhiên bản thân mình cảm thấy cũng học hỏi được. Mỗi lần làm thức ăn, cái cô này rất là kỹ, làm rất sạch sẽ, và làm nấu đương nhiên không phải xuất sắc lắm như người ta, nhưng mà
làm bằng cả tấm lòng, làm rất là kỹ. Thì hỏi nhiều vị có nói kỹ quá mà đến nỗi họ bực mình luôn á. Những người xung quanh nó làm chi mà phụ á, nó làm gì mà kỹ dữ vậy. Thì cô này nói rằng mình làm không kỹ, người ta ăn bệnh là mình tạo cái nghiệp xấu, mình sẽ sức khỏe mình sẽ bị bệnh sau này. Mình cũng gieo cái nhân mình không có sức khỏe và sạch sẽ. Thì cho nên mình làm sạch sẽ để gì? Để mình gieo cái nhân tốt, người ta ăn vào người ta khỏe, mình cũng được khỏe. Hay quá. Thì đó là một cái cách mà một người có cái tâm của họ khởi lên cái tâm như vậy. Thì ngay cả chúng ta làm nhà hàng mặn cũng vậy, chúng ta phải làm sao để nghĩ tới cái lợi ích của người dùng là trên hết. Thì chúng ta đừng có sợ là làm vậy nó sẽ nghèo, không có. Cứ nghĩ rằng gian mới giàu không? Nhiều người thật vẫn giàu vậy. Đó giống như cái tích truyện mà Đức Phật với Đề Bà Đạt Đa. Tự nhiên nhờ cái lòng thật đó mà được cái bát vàng đó mà mà mua cái giá rất rẻ nữa. Còn ông kia với cái mưu đồ mà cuối cùng không có, không được. Còn cái sẵn chuyện đó về nhà hàng, con có một cái kinh nghiệm cuộc sống của con vô một cái nhà hàng chay. Mà vô đó con xem cái menu đó, toàn là đồ mặn không à. Toàn là cái gì gà bò gì tùm lum hết trơn á. Mà con nói không, cái này là tôi muốn vô ăn chay. Thì cái người chủ nói với con là nhưng cái tiệm là tiệm chay mà. Cái xong cái tôi nói ủa sao kỳ vậy, sao cái menu toàn là đồ mặn không à. Như vậy thì theo cô á, như vậy thì cái ý đó có gì không cô? Nó có hay là tại vì con nhiều khi con không có hiểu con, nhưng mà con hỏi người ta rõ ràng, con nói tôi ăn chay, nó no, nhưng mà thấy cái menu toàn là đồ mặn không mà. Thì như vậy là cái người chủ đó họ có cái ý gì không cô ha? Thì thật ra thì mình không biết là họ với cái ý gì, nhưng mà theo mình đoán thì có thể là làm cái từ đó cho hấp dẫn người đọc. Nhưng mà cái hấp dẫn mình có cách, nhiều cách để mình đặt. Chứ mình đặt cái từ mặn vô nhiều khi nó làm dễ lầm tưởng đó, rồi hoặc là nhiều khi người ta làm cho người ta khởi tâm nữa đó. Nếu được hơn thì chúng ta dùng cái từ hay hơn nhiều. Ngôn ngữ có nhiều lắm. Chúng ta có nhiều từ hay. Chúng ta có thể đặt cái từ gì đó cho nó hấp dẫn được hơn vậy. Thế nên là trong trường hợp đó thì nó cũng có hơi chút tà mạn đó cô hả? Mình tạo thì vì cái mục đích kinh doanh cho nên mình đặt những cái từ đó để mà thu hút người đến. Thì cho nên một cách mình tránh bớt thì hay hơn là mình dùng những cái từ tế nhị, những cái từ về chay, những cái từ trong nhà Phật, những cái từ hấp dẫn có vậy. Ví dụ như cái từ giống như cái gì, cái món ăn gì đó mình nói bát chánh đạo cũng được vậy, hoặc cái món từ bi cũng được vậy. Thì khi người ta ăn rồi người ta sẽ biết. Chứ còn mình đặt hấp dẫn nhưng mà để thu hút, nhưng mà không khéo là mình gieo tư tưởng người ta. Nhiều khi nhiều người nói cứ đọc cái từ đó là mình cứ nghĩ tới mặn không. Nó cũng tác động một phần. Thì nói con thấy rõ ràng là bản thân con, chứ không nói hay sao, con mới nhấn mạnh với người ta là tôi ăn chay. Thì người ta nói thì đây là quán chay mà. Nhưng mà tôi nói tại sao mà toàn là để đồ mặn không? Dạ thưa cô, thì nói về những chánh mạng như vậy đó thì nó có những cái liên quan. Thì theo cô á, cái chánh mạng này nó có đi chung với chánh ngữ không cô? Nó có liên quan nhiều. Tại vì khi mà mình trong một cái nghề mà nó ảnh hưởng nhiều quá đến cái môi trường xung quanh đó, thì cái lời nói, cái ngôn ngữ của mình đó, nó có ảnh hưởng gì ít nhiều, chắc cũng ít nhiều. Thí dụ như mình sống trong một cái chỗ mà chia bài bạc chẳng hạn đi, thì cái ngôn ngữ của mình đó, nó cũng ảnh hưởng tới cái việc làm của mình. Thì như vậy thì giữa chánh ngữ và chánh mạng chắc nó cũng liên quan phải không? Dạ đúng. Thì giống như những người nó làm cái nghề thầy giáo là chỉ nói thôi mà. Chỉ nói thôi. Là nếu mình nói chánh ngữ thì tức là mình chánh mạng. Còn mình nói tà ngữ thì nó thuộc thành tà mạng. Thì giống như hôm nay mình ngồi đây mình nói rồi cũng là một cái nghề vậy. Nghề mình nói vậy. Mình nói để gì? Mình nói cái gì để mang lợi ích cho người, chứ mình không có là nói những cái lời gì để tổn hại cuộc sống của người khác. Ngay cả những công việc họ làm mình cũng không động tới. Nhưng mà chúng ta chỉ dẫn chứng những cái lời Phật dạy. Đưa ra những cái lời Phật dạy là nếu mình nên tránh được những cái gì mà gây nghiệp quả xấu cho mình. Đức Phật nói cũng để gì? Để tránh cái xấu cho mình hiện tại và mai sau. Ví dụ nếu chúng ta cứ vì cuộc sống, vì miếng ăn, vì cái mặt mà chúng ta cứ tạo cái xấu hoài, cái tà mạng hoài, thì một ngày nào đó cái nghiệp quả nó đến, chúng ta sẽ chịu thiệt hại. Cho nên Đức Phật nói ra chánh mạng để gì? Để nhắc nhở mình. Ngài không cấm, không bắt buộc. Tại vì cái đạo của nhà Phật chúng ta là không bắt buộc, nhưng mà khuyên là nên như vậy và không nên như vậy. Nếu mình nên, mình làm theo thì mình sẽ được tốt, còn mình không làm theo là mình tự lãnh chịu hậu quả. Chứ không ai bắt buộc mình được hết. Mình phải tự mình.
Thì cũng vậy, mỗi người chúng ta, ngay cả bản thân chúng ta, hôm nay mình ngồi đây mình nói, mình chia sẻ cũng mục đích là nhắc lại những cái lời Phật dạy. Những cái lời Phật dạy, chứ mình không có cái đủ khả năng gì để nói ra những cái điều đó được. Mà biết và học được thì mình cùng chia sẻ để mình tạo ra một cái con đường nào nó lợi lạc, nó tốt để chúng ta mình sống với nhau thôi, để mình không có bị thiệt hại về sau này. Thì giống như cái Đức Phật nói, những cái nghề mà làm sao đừng nó hạn chế cái phát triển tâm linh của mình thì cố gắng làm sao để mình thay đổi cái môi trường đó. Đó, những cái nghề mình vô mình đánh bài suốt, chia bài, những cái môi mà hơn thua đó, môi trường như vậy, cái làm đầu óc mình cứ nghĩ tới cái đó. Rồi nhiều khi về nhà để mình định tâm tu tập nó rất là khó. Đúng rồi, rất là khó. Nhưng mà nếu chúng ta cố gắng tập dữ lắm thì chúng ta vẫn làm được chứ không. Ví dụ chúng ta làm vì công việc, vì cuộc sống, chúng ta làm bước ra khỏi cái sòng bài đó, chúng ta làm sao buông được, buông được những cái hơn thua ở trong đó. Tại vì chơi cái đó phải có hơn thua và có tranh chấp. Khi buông được và mình phải giữ được cái chánh niệm, nhớ nghĩ tới lời Phật dạy, niệm Phật, đọc kinh trì chú. Nhiều cái mà trong cuộc sống này, nhiều cái nghề nào mà chúng ta may mắn có được những cái nghề mà làm cho tâm hồn mình nhẹ nhàng, thì cái đó nó càng tốt hơn. Tức là mình gặp được thiện duyên, mình gặp được thắng duyên. Còn có những nghề mà đó nó làm cho mình, nó cái tâm hồn mình nó nhiều cái tư tưởng nó bấn loạn, thì chúng ta phải, mình nghĩ rằng đó là mình còn thiếu phước duyên, cho nên mình không được có những cái nghề ngon lành như người ta. Thì nếu như vậy chúng ta phải cố gắng thật nhiều. Về nhà thời gian nào rảnh, chúng ta cố gắng đọc tụng kinh Phật, nghe pháp thật nhiều để mình huân tập những cái đó nhiều hơn công việc của mình. Đó, ví dụ mình hiện diện trong sòng bài 8 tiếng thì ít nhất mình cũng phải bỏ 4 tiếng để nghe Phật pháp, để mình lôi lại. Có nghĩa là nước đục nó nhiều quá thì mình phải lấy nước trong đổ vào thiệt nhiều thì nó mới lọc được cái nước đục ra. Hay quá. Cuộc sống này chúng ta phải biết mình là người biết mình nhất. Mình phải biết mình tiếp xúc với môi trường như thế nào, thì mình phải cẩn thận để rồi mình bồi bổ lại bằng cái chất liệu gì đó để mình chuyển hóa nó. Còn nếu chúng ta không biết dừng, chúng ta cứ đi tới vì cái lợi dưỡng thì một ngày nào đó chúng ta có nghiệp quả là chúng ta lãnh chịu, thì lúc đó chúng ta ăn năn hối hận không kịp. Cho nên khi chúng ta biết Phật pháp rồi, biết nghe được lời Phật dạy rồi, thì chúng ta phải biết thức tỉnh mình, nhắc nhở mình trong từng phút, từng giây, từng giờ. Như vậy là chúng ta, riêng bản thân con thì như là ni sư nói, con rất là chí lý. Tức là bản thân mình thì tự mình lo mình tu tập, tự mình lo mình định cái tâm mình lại. Trong khi mà mình ra ngoài đời kia thì biết bao nhiêu chuyện, thì ít nhất là mình về nhà một mình tịnh tâm mình lại, mình suy đoán lại những cái gì mình đã làm và là những cái gì đó, mình từ đó thì mình tự mình ý thức lại mình, thì mình sẽ có những cái công việc nó tốt hơn. Chứ mọi việc á, theo con nghĩ á, tất cả mọi việc ở trên đời này nó đều có cái, lúc nào nó cũng có cái tà màng bên trong mà mình ăn thua mình thôi. Ăn thua mình là mình tự mình gạn lọc lại để có một cái đó. Vì trong công việc mình khó lắm. Quan trọng ví dụ đang làm việc thì, ví dụ hôm nay nhiều khi mình nói mình làm bác sĩ, kỹ sư hoặc là giáo viên gì đó, mà hôm nay tự nhiên mình không có người, hoặc là mình không làm có việc làm, cái tự nhiên mình khởi cái tâm mình muốn tạo cái gì đó, nói cái gì xấu để cho người ta gây sự chú ý để rồi mình đoạt lợi cho mình. Thì sau đó mình là người biết và mình phải về mình tự xét lại rồi mình sám hối, ăn năn sám hối. Mình nghĩ rằng hôm nay mình lỡ, tại bình thường cái nghề của mình đó là cái nghề chánh đó, chánh mạng đó, nhưng mà vì một cái mục đích nào đó, hoặc là vì cái ghét người đó, mình ghét, mình muốn nói cái gì đó để hại người đó, thì mình là người phải xét lại. Mình thấy rằng mình làm cái đó là không tốt rồi, cho nên mình phải để ý. Để ý nó, lần sau mình phải rút kinh nghiệm, không nên. Khi mà khởi tâm sám hối thì tự nhiên cái nghiệp quả nó sẽ nhẹ. Và nếu mà cái nghiệp nó nhẹ hơn nhiều thì nó sẽ tiêu luôn. Còn nếu chúng ta không làm một lần được, chúng ta không ăn năn, thì chúng ta sẽ làm được lần hai, và cứ thế nó lôi mình đi vào tà mạng lúc nào mình không hay biết. Cho nên mình phải tự thức tỉnh của mình, bản thân mình, trong từng giờ từng phút, chứ không phải là từng ngày đâu, từng giờ từng phút. Bác sĩ, nhiều khi bác sĩ, con cũng biết những cái câu chuyện mà nhiều khi bác sĩ ngày xưa gọi là thầy lang, có nghĩa là khai nuôi bệnh,
cái kiểu mà tức là bác sĩ cũng là chánh mạng theo mình nghĩ, dạ, đúng, là cứu người là nhưng mà mạng. Nhưng mà trong cái chánh mạng nó nhiều khi cũng mình không biết được là nhiều khi có người nào tốt người nào bác sĩ giỏi không giỏi cứ nuôi bệnh hoài kêu người ta tới để mình lấy tiền hoài nuôi bệnh đó, dạ. Nơi sư và dạ, thành ra là mọi trong lĩnh vực nó đều có cái nó chánh tà nó xen lẫn dạ, xen lẫn nhau dạ. Quan trọng là mình phải biết chuyển dạ. dừng tâm mình ở cái điểm nào dạ. dừng cái tâm mình ở điểm nào dạ. thì cái hành động mình nó sẽ dừng lại ở điểm đó dạ. thì nó sẽ chuyển thành chánh mạng dạ. Nhưng mà đương nhiên những cái việc mà Đức Phật nói thì nếu mình tránh được thì càng tốt, đó như buôn bán thuốc độc dạ. vũ khí dạ. là những cái gì buôn bán người, buôn bán vật dạ. Dạ. rồi những cái chất gây nghiện đó dạ. những cái điều đó thì chúng ta tránh được thì càng tốt, tránh được càng tốt. Nếu vì cuộc sống thì chúng ta phải sử dụng cái tâm mình ở mức độ nào mức nó độ vừa nào. Phải để rồi dạ. chúng ta phải làm phước để chuyển nghiệp dạ. Đó là những cái kinh điển trong kinh điển Phật nói dạ. Cho nên Ngài mới nói có những người họ nghề họ làm ăn buôn bán, họ về để gì, dùng đồng tiền để nuôi gia đình, nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi anh, nuôi em yeah. Rồi họ dùng đồng tiền đó họ để bố thí cúng dường. Rồi họ dùng đồng tiền đó để làm việc tốt yeah. để làm lợi lạc cho cộng đồng xã yeah. hội. Thì cái yeah. nghiệp quả họ sẽ nặng nhẹ hơn yeah. là chuyển được nhẹ hơn yeah. Nếu mà lỡ làm những cái việc không chân chánh nó sẽ nhẹ hơn yeah. Nhưng mà tốt nhất là mình tránh những cái điều Phật nói, không phạm vào những cái nghề nào không phạm năm điều giới cấm yeah. không có phạm bốn cái điều như Đức Phật nói yeah. để những cái nghề nào mà tránh bớt cái làm cho ảnh hưởng tâm linh của mình yeah. tổn hại mình và người, chúng ta tránh được càng tốt yeah. còn tùy, nếu chúng ta khó tránh được thì chúng ta phải tùy mức độ để chúng ta làm khởi cái tâm từ của mình, làm những cái việc thiện để chuyển yeah. Yeah. Quý vị vừa nghe ni sư vừa tóm tắt lại là và ni sư cũng có những cái lời khuyên cho chúng ta. Khi chúng ta nghe pháp như vậy thì lợi cũng lợi lạc. Chúng ta sau cái buổi pháp hôm nay thì tất cả mọi người đều có cái nghề, và cái quan trọng là chúng ta phải có biết được những cái lời vừa ni sư vừa trình bày rất là hay thưa quý vị. Và chúng ta phải kiểm nghiệm lại chúng ta đã làm cái gì và chúng ta có những cái gì, chúng ta đã phạm những cái gì, và sau đó thì chúng ta có cái sự làm những cái việc tốt, làm những cái việc từ thiện nhiều hơn nữa để mà bù đắp lại những gì mà chúng ta đã phạm trong nghề nghiệp thưa quý vị. Và một lần nữa con xin cảm ơn ni sư Trúc Hiếu đã dành thời gian quý báu đến đây với chương trình Tự Ấn Pháp Âm, và có những cái bài pháp chia sẻ đến quý vị rất là hữu ích trong cuộc sống của chúng ta thường gặp mỗi ngày. Và chúng ta phải tâm niệm rằng chúng ta phải có những nghe được những cái bài pháp này rất là quý, riêng bản thân Lâm Hùng rất là quý. Và lời cuối thì xin ni sư cho một lời cuối đối với khán giả đây. Dạ, thì mong rằng tất cả chúng ta sống theo lời Đức Phật dạy, tức là tạo chánh nghiệp để chúng ta có cuộc sống an vui và hạnh phúc ở hiện tại và tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Yeah.